theo nữa nha cả nhà. Trận này cô Hằng đang kể cho mọi người là lúc cô livestream TikTok với là Facebook là không có kinh doanh về nước bọt, không có rút tiền kinh doanh trong mấy tài khoản đó, cho nên là cô đang hãnh diện cô kể lại nè cả nhà. Tôi nói với Nhi là tôi không mua nước bọt. Nếu như ngày đó tôi tầm thường á mà tôi lấy cái tiền mà người ta tặng thay cho tôi á, thì khi ra tòa đó là tôi là thua lợi bất chính giúp đội mấy cái quần. Vì tôi quá là đỉnh và quá có tư cách, đúng không quý vị? Cho nên khi tòa tuyên tôi là tôi không thu lợi bất chính một đồng bạc nào, tôi vì dân. Vì người ta tặng hoa cho tôi là quyền của tôi, vì ai mua hoa tặng thì cái đó là người ta phải bỏ tiền ra mua, thì tặng cho cô, đúng không? Thì rất là nhiều, tính ra là Nhi nó tính ra là mười mấy ngàn đô, đúng rồi, mười mấy ngàn đô. Có những người người ta tặng một lần 5.000 bông hồng, 3.000 bông hồng, 500 bông hồng, rất là nhiều tiền. Nhưng mà tôi chưa bao giờ lấy một đồng xu nào trong cái tiền đó. Mà khi tôi ra tòa tôi cảm thấy tôi tự hào. Cho em ấy lát tôi bình thường, chứ tôi không tầm thường như quý vị. Nếu như ngày đó mà tôi bình thường như người ta đó, tôi lấy những cái đồng tiền đó ra thì tôi đã thu lợi bất chính bằng tiền lên mạng xã hội ấy, thì chắc là tôi nhục lắm đó. Nhưng mà rõ ràng tôi không bao giờ lấy một đồng nào, tôi mới cảm thấy rằng đúng là cái đầu show nó khác như quý vị. Quá đỉnh. Đó là một sự thật mà tôi nói á, thấy không? Khi tòa tuyên án tôi không thu lợi bất chính quý vị hết. Rõ ràng. Và tất cả các tài khoản của tôi đều bị niêm phong hết, bị phong tỏa hết, luôn cả tài sản của mình phong tỏa luôn. Chứ nếu như ngày đó mà tôi bình thường á, 2.000, 3.000 cái đó khán giả tặng cho tôi có quyền đúng không? Nhưng tôi không lấy vì tôi không mua nước bọt. Tôi nói vì dân chứ tôi không nói vì tiền. Cho nên khi tôi ra tòa tôi tự ngửi trong lòng, đúng là cái đầu mình có khác. Nếu tôi tầm thường thì tôi đã bị dính chữa rồi. Thu lợi bất chính thì phải nộp cái tiền nó lại cho nhà nước, đúng không? Thì có lẽ là mọi người sẽ nhìn tôi với một cái thái độ khác rồi. Mà đó là cơ hội cho anh Chi Phan nó mắng tôi là ôi bà này lên mạng xã hội cũng kiếm tiền, không có đủ cửa. Tôi tự hào là tôi không sống dơ nha quý vị. Phúc với anh nông dân chia sẻ. Đó là sự thật nha quý vị. Lúc đó quý vị biết TikTok của tôi á, là một lần livestream á là mấy triệu lượt xem. Riêng cái kênh vào Thiền Am á, ví dụ Thiền Am mà tôi quốc cái ông già ông nội đó. Là thầy biết không, tôi livestream á. Thầy ông nội nha cả nhà. Gần cái livestream á gần 8 triệu lượt xem trực tiếp luôn. Wow. Anh cụ nặng á. Chưa tính lượt chia sẻ nữa. Đúng vậy. Dạ. Trực tiếp luôn. Dạ. Mặc dù là bóp tương tác Hạ Văn Tường làm bằng mọi cách để cho tôi không còn được livestream nữa. Cái lượng tương tác là bị bóp hẳn luôn, nhưng mà dừng lại vẫn là gần 8 triệu được coi trực tiếp luôn. Nhưng mà anh cu bây giờ anh cũng nặng rồi chị ạ. Em phải tự hào là bộ Nguyễn Phương Hằng sống rất sạch. Quá đỉnh. Đó là sự thật nha. Vì là cái tiền đó là ai cũng có quyền hết đúng không? Là đâu thường thường là họ có nếp cho mình rồi 1-2 ngàn vậy đó là mình có quyền rút ra, nhưng tôi không bao giờ, như quý vị không lấy dù một xu. Cho nên tôi ra tòa hiên ngang, có tội thì mình nhận tội, chơi thì chung, đúng không? Rồi cảm ơn tất cả quý vị nha, cảm ơn anh Đông Dân đáng giữ chân tiết cho thầy muôn vàn đi nha. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều nha. Một cái tù này em cũng phí một chút xíu nữa. Chị quen mà chị sao lắm mới được rồi.
bày đặt mấy tin tức để mà gạt tôi. Chế đẹp đó mọi người, quá đẹp. Em thật sự là chế đáng như tuổi mẹ mình luôn, nhưng mà chế rất là đẹp, mình không thể nào mà kêu cô được luôn á, kêu chị. Cảm ơn em đã chăm sóc chị hàng thời gian qua. Cảm ơn em đã chăm sóc chị hàng thời gian qua. Gớm lắm đúng không? Như cái tấm hình không. Thật sự tấm hình đó là chị hoàn toàn là hủy hoại nhan sắc của chị. Chị rất là đẹp. Tôi trong 24/54 mặt mộc rất đẹp. Đúng rồi. Khi em quay có và chị đã khóc rất nhiều. Đây là một diễn viên hổ mà có thật. Khi tôi bước chân vào trại giam, tôi gặp ngay nàng này. Nàng này là người trong một trong bốn người mà lo cho tôi trực tiếp gọi đầu nè, rồi lo cho tôi ăn uống nè, giặt quần áo cho tôi, tự nguyện, tất cả là tự nguyện. Bây giờ chị hỏi là em một lần nữa, em đã biết gì chị mà tự nhiên em tự nguyện? Và em nói rằng khi em nhìn thấy chị nằm em khóc vậy, tại sao em khóc vậy? Em đã biết gì chị đâu? Thực sự thì mà nếu mà biết Nguyễn Phương Hằng trước đó là nó không còn cái thực ở đây nữa. Em khi mở chị Hằng em không biết Nguyễn Phương Hằng là ai đó. Em bị tạm giam trước đó. Nên là khi chị Hằng vào câu nói cũng chỉ làm em rất là cảm động. Chỉ vì người nghèo, chỉ thương người nghèo, chỉ rất thương nhân dân. Các bạn biết chị này tội gì không quý vị? Chia bài. Trời ơi, chuyên nghiệp luôn. Em ơi, thay mặt những người yêu quý chị Hằng, cảm ơn em đã chăm sóc chị Hằng. Trời, cái chị này chỉ nói chuyện, ba người nói chuyện luôn, dồn dập nói chuyện thấy sợ luôn, ai mà nghe cho kịp ha cả nhà. Một người nói, hai người nói thôi. Đây có chị thì sẵn sàng đi tù thay chị Hằng luôn, đang người đang quỳ. Đứng gần bả live stream bả nói chuyện không à, cái em gái kia nói chuyện không nghe được gì luôn á. Cảm thấy hổ thẹn, chị từng nói với tôi điều đó rất là nhiều. Nên là tôi cảm thấy không có gì là quá là tuyệt. Em là người tù nhân hạnh phúc nhất thế gian em ạ. Đây là một tù nhân hạnh phúc nhất thế gian. Đòi đầu cho tôi, đòi lo cho tôi tất cả như một người thân. Và đó là chị ơi, mỗi lần em nhìn thấy chị nằm em không tưởng tượng được chị đau khổ như vậy. Đây là phải nói là không ngờ là chị đã gặp lại em, đúng là đến được quy trọng. Hồi nãy chị nhìn em chị gần ngỡ nhưng mà như là một thân chứ. Ở chỗ tôi biết rồi. Nghe quý vị không quen không biết mà đi tù trước đó rồi giặt đồ cho cô, gội đầu cho cô, không gọi là chị, cải tóc cho cô, chị không phải cô, quạt cho cô, xong rồi là lo cho cô tất cả mà chị. Đêm thức với cô đêm chúng ta hồi nãy chị có kể là 100 đêm chị không ngủ, bị chị la, bị cô la nữa, cô đâu bắt né ai đâu, hỏi rất là nhiều, chị rất bản lĩnh, bước vào chạy giam cũng là hiên ngang, em chưa từng thần tượng ai luôn. Thực ra một diễn viên nổi tiếng trên thế giới thì hay là một nghệ sĩ hài làm diễn thì mình coi thôi, chưa từng tưởng tượng ai mình làm diễn viên. Bước vào trại giam đi hiên ngang như chưa từng, đúng không? Ở ngoài quay chạy tốt đấy, trong những giấy đúng thật dễ luôn tìm cách giúp đỡ mọi người xung quanh của mình. Cái này là em nói thật, thật sự lấy lòng của em. Và đây là Trang, là Trang Trang Đỗ nè, Đỗ Trang nè, là được đặc xá lúc đó là 2/9 em về đúng không? Và tất cả những người ở chung với tôi từng từ đi về hết, bỏ lại tôi một mình, thật là đau khổ. Từng người đi ra về bỏ lại tôi, phải lăn lóc. Mà em cũng đâu nghĩ rằng chị đi dài dữ vậy, em nghĩ là chị được tại ngoại đúng không? Đây là quý vị thấy không? Đó là sự thật, đây là những cái điều mà thật sự là bất ngờ. Hồi nãy em nhìn chị ngờ nhưng mà chị không nhìn ra rõ em ngày xưa với bây giờ. Dạy ổn không? Có đi chia bài không? Phải chia bài điêu lo nè quý vị. Em ơi bây giờ em về chăm sóc chị Hằng đi, chị Hằng đang cần hai người đấy. Em quay, em ra ngoài quay TikTok và chị khóc mấy ngày liền. Ra ngoài cái đó quay TikTok nó có ở với chị là em khóc mấy ngày liền. Sự thật sẽ lộ trần cho tất cả, đây là một sự ngẫu nhiên là bạn ấy tìm tới. Mà chị cũng không nghĩ là chị gặp em. Tôi và bạn này và bốn người nữa bị nhốt đằng trước là gì? Là tụi tôi ở phía đằng sau là gì? Toàn là tử hình không? Ra mà nhiều người hỏi tôi chắc bà Hằng ấy hôm đó là chắc là mọi người không tức khổ gì đâu, người giàu đi tù mà mọi người như thế nào chỉ ấy như thế đấy. Nhưng mà thậm chí là những người bình thường như chúng tôi á là còn không có quạt làm sao mà sống nóng được, nhưng mà chị ấy trên cửa miền giấy chưa từng than vãn một điều, ai sống sao chị sống như vậy. Thôi cố gắng mới lạnh mà tôi cũng nóng thương cho ông, thậm chí còn nhiều điều ghê hơn nữa.
tròn đi. À cái khẩu trang chống thối. Đây em cứ kể đi, em cứ kể cho mọi người nghe. Chị đã bước vào trại giam như thế nào và khi em rời bỏ chị, em đứng cái song sắt em nằm thanh liếu. Em nói chị ơi em đi đây, chị ơi, chị phải tập thể dục nha, chị phải mạnh mẽ lên nha. Chị không có tội, chị sẽ được về, nhưng mà 2 năm mới về. Tại vì em lúc nào cũng nghĩ là chị sẽ về. Đúng không? Đó không sao không? Đây là một cái kỷ niệm phải nói là không bao giờ quên được. Hôm nay tới đây cũng được mà. Hôm nay em lên ở đây em gặp đây chị. Em ổn không? Chị nghe cho chị nói đi. Sao ổn ha? Đây là một sự hoàn toàn là bất ngờ gặp rồi. Em là tù nhân hạnh phúc nhất thế gian này. Có 5 người nhưng mà đang này là lo cho chị Trinh. Là người đó là hết lòng hết dạ, môi hết tim gan ra lo cho chị. Cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn tụi rất là nhiều. Bởi vì đó chị nói với mọi người chị đi tù mà chị vẫn có phước. Có những người tự nguyện thương chị giống như em đã biết của chị đâu. Tự nguyện đi tù đây này. Tự nguyện giặt đồ luôn. Chiếc này luôn. Quý vị không? Đây là một sự thật. Một sự thật của quý vị. Ngẫu nhiên là bạn cái thân mình và phải nhận ra. Phải nói là chị cũng muốn kiếm em. Chị cũng muốn kiếm em nhưng không nghĩ là hôm nay là em đã đến đây để chị về. Chứ cũng là thấy không, trái đất quay tròn. Hôm nay em ổn rồi, ok rồi. Tôi cứ đi chia bài đứng đây chứ. Ở tù khổ rồi, đến chia bài. Chiêu lo nha quý vị, chia bài là số 1 luôn. Rồi, nghỉ chia bài lên. 2 năm phải không? Ôi chị cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ mọi người đang đứng đây chờ. Đây là một câu chuyện có thật hoàn toàn cho quý vị. Khi tôi bước chân vô trại giam, lúc đó là mấy giờ em? 2 giờ sáng đúng không? Các bộ đưa anh chị cái gì? Đưa chị cái gì? 2 bộ đồ đúng không? Và em kể tiếp cho mọi người đi. Sau đó chị thay đồ ra xong chị nằm xuống chị ngủ. Cái việc đầu tiên mà chị Hằng bước vào phòng giam là gì mọi người biết không? Một cái điều mà không ai làm được đâu. Thường mà người ta vô trại giam á, ngủ không được đâu. Nó lo sợ, người ta bàng hoàng, tâm lý của người ta không thể nào ngủ được. Việc đầu tiên chị ngủ đã rồi tính. Không, chị Hằng 10 giờ sáng, 9, 10 giờ sáng. Đêm ngủ dậy thì chị biết lên có chị biết không, dùng cáo rồi à, mỗi lần anh Quỳnh Huy Dũng đi thăm tôi ấy ký xong mà tôi nhìn chữ ký của Huy Dũng không con lấy số điện thoại của bạn dùng luôn nha. Ok, có gì chị sẽ gọi cho em nha. Rồi chọn rồi quý vị thấy không, một cái câu chuyện rất là ưng. Rồi chụp hình cho em đi, em mang cái máy lên đi bạn. Trời quý vị ơi, thương tôi thật sự. Cảm ơn em bé rất nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em đã chăm sóc chị Hằng những ngày qua. Cảm ơn em đã chăm sóc. Em gái này là ở tù chung với cô á. Rồi bây giờ tới giờ cô Hằng đi ra về rồi mấy giờ? 8:30 rồi cả nhà. Đó, cô Hằng di chuyển ra ngoài nha. Tới 6:30 cô Hằng, quá chờ quá đất luôn, cả ngày nay luôn. Tôi với này ngồi chắc trẻ. Trời ơi. 40 mà vô nhìn quậy còn già hơn cô Hằng nữa. Cô Hằng 53 mà quậy 40 mà nhìn còn già hơn cô Hằng nữa. 6:30 cô Hằng ra về. Cô Hằng vẫn đang khỏe rồi. Tới phút gì, tới giờ phút chót luôn. Hồi nãy mưa giờ ướt đồ lạnh quá.
Đại Nam Văn Hiếu, đẹp lộng lẫy. Cậu vui lắm, thoải mái dữ lắm luôn, nói chuyện. Tranh thủ 20 tháng 10. Trời ban đêm đẹp quá. Dạ mai có mấy anh em kia cũng đi thôi. Đông hơn. Cô Hằng cũng chia sẻ là từ đây ngày mai hôm 20 tháng 10 là cô Hằng cũng đi qua nước ngoài. Anh em nào đi xe thì ra ngoài nha. Có xe có xe ra đây đó. Chú Dũng ở đây đã có ăn hỏi chồng em đâu rồi. Rồi, chồng em đây. Chú Dũng nha. Rồi. Xe đó mình đi. Có xe nào đó. Nãy cô hỏi chồng em đâu rồi. Rồi, cảm ơn cô chú rất nhiều. Đó, cô chú mặc áo phục nha. Đi xuống cà phê cái đó. Rồi xong, ngày mai cô hẹn gặp lại, gặp mọi người sau. Quá đẹp quá nhờ ơi, lên đèn rồi. Rồi xong, kết thúc cả nhà, tạm biệt cả nhà. Em là mấy vệ sĩ của cô Phương Hằng khi... À, vệ sĩ á, vệ sĩ nguyên một xe luôn kìa. Đó, nguyên một vàng luôn kìa nhà, đếm nha. Chỉ không thấy đường đếm luôn đó, quá trời quá đất rồi kìa. Anh trai lực lưỡng luôn không đó nha. Nguyên một vàng đèn đẹp quá. Rồi xong, tạm biệt. Tạm biệt Đại Nam Văn Yến. Quá trời lộng lẫy luôn á. Đẹp lắm cả nhà ơi. Lưu hương mà bị lớn vậy nè. Nó to đùng đùng luôn vậy đó. Xin chào, hẹn gặp lại. Ai đây? Ai đây hả? Kênh gì đây? Kênh Văn Hình TV. Dạ. Sao không? Ô, chị không biết xài ba chân thủ, nó xài thủ bắp chắc ăn. Không sao. Rồi xong lên đường.
ôm nhằn nắm tay để cái viên kim cương trên tay. Xin vía, xin vía. Trời vui quá, thương chị Hằng lắm, mặn mặn nguyện lắm. Chị Hằng giống như người mẹ thứ hai của chị. Tại vì mẹ chị còn chưa làm được cái việc mẫu tim, chưa giúp được người đời gì nữa. Thì có mà chị Hằng ngồi nhỏ nhỏ. Chào chị. Hôm nay anh với chị đi tới gặp gặp cô Phương Hằng với lại chú Dũng. Cậu nghĩ sao cơ chị? Người đẹp ha, vui ha, thoải mái ha, quá đẹp luôn ha, mà nói chuyện dễ gần dễ mến luôn ha chị. Chị gái này không có hậu duyên được gặp rồi. Chị hẹn ngày mai không? Ngày mai gặp không? Chị gái ở đâu tới vậy chị gái? Ở Bình Dương hả? Ở Lai Thiều. Dạ. Trời, 6 giờ rưỡi tới, chắc 6 giờ quá. Trời ơi, không được gặp. Dạ. Hôm ngày mai nữa là cô được gặp nữa, cô ra giao lưu nữa đó. Chủ nhật. Chủ nhật tuần tới nữa đúng không? Dạ. Đúng rồi.